tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Và hôm nay chúng ta đến phần niệm Đức Tăng. Và trong truyền thống Phật giáo của chúng ta là sau khi mà Đức Phật chứng ngộ, chứng đạo, thì chỉ có một vị A-la-hán, đó là Đức Phật. Và chúng ta đã biết rằng là Đức Phật đã chứng ngộ là Phật, Phật Đạo, Phật Quả vào tháng 5, là ngày trăng tròn tháng 5. Và tháng 7 là ngày là tháng nhập hạ, là mùa mưa. Và trong ngày trăng tròn của tháng 7 là 5 vị tỳ kheo là xuất gia. Và sau khi mà nghe bài pháp chuyển pháp luân, là bài pháp đầu tiên của Đức Phật, là ngày Côn Đại Nhã, là chứng đạo sơ đạo Sotabati, đạo dư lưu, đạo quả dư lưu. Và tất cả bốn vị tỳ kheo khác, bốn vị tỳ kheo còn lại vẫn còn là phàm phu. Và ngày Côn Đại Nhã là vị thánh đệ tử đầu tiên của Đức Phật, và cũng là một vị A-la-hán đầu tiên, vị A-la-hán trong tương lai. Và thực ra là khi mà chứng đạo A-la-hán thì năm vị tỳ kheo là chứng đạo A-la-hán cùng nhau cùng lúc. Rồi ngày Côn Đại Nhã là chứng đạo Sotabati, đạo dư lưu đầu tiên. Và chúng ta có thể nói đó là vị thánh đệ tử đầu tiên. Và mặc dù ngài Sariputta và ngài Maha Moggallana là cái ngài đệ tử rất là nổi tiếng, nhưng mà là ngài Maha Kassapa là cũng là ngài đệ tử mà rất là nổi tiếng, ngài Đại Ca Diếp Maha Kassapa. Nhưng mà tại sao ngài Côn Đại Nhã lại không có nổi tiếng như vậy? Tại vì sao? Tại vì ngài ẩn cư, ngài sống độc cư. Tại ngài thích tú ngài trong cái sự ẩn cư, thỏa thích trong sự ẩn cư. Thế ngài thuyết pháp rất là ít, không có nhiều như ngài Sariputta, ngài Maha Moggallana, hay là ngài Maha Kassapa, hay là ngài Ananda, hay là những vị thánh đệ tử khác. Và đấy, chúng ta có cái từ Bali khi mà chúng ta tụng là về niệm ân Đức Tăng Bảo Sotipanno Bhagavato Sokasango Supatipanna. Su là rất là tốt, Patipanna là thực hành, nghĩa thực hành rất là tốt đẹp, thực hành rất là tốt. Bhagavato cái chỉ định cách, chủ động cách. Savaka ở đấy là đệ tử, và đây thầy phân tích nhiều hơn. Savaka ở đấy là cái người nghe lời dạy của Đức Phật, gọi là Savaka. Nghe pháp của Đức Phật thì gọi là Savaka. Và ở đây rất là nhiều người họ phàn nàn rằng Đức Phật nói là không có giết, không sát sinh bất kỳ chúng sanh nào, nhưng mà rất là nhiều thuyền trải ở trong cái đất nước Phật giáo, có rất là nhiều người thuyền trải, người đánh cá. Làm sao chúng ta có thể nói rằng đó là đất nước Phật giáo? Và khi mà chúng ta nói sao và cả đây, người đó phải nghe là dạy, nghe pháp của Đức Phật và theo pháp của Đức Phật, theo lời dạy của Đức Phật, thì đó mới gọi là sao và cả. Và như vậy nghĩa là thế nào? Subhadibana. Subhadibana là sự tu hành tốt đẹp. Và như vậy nếu ở đó có một số mà trái ngược hay là ngược lại với cái pháp sắp siêu thế ở đây, thì Đức Phật, đệ tử của Đức Phật sẽ không theo
những cái lời dạy như vậy thì đó gọi là Subhadipanna. Và nếu chúng ta nói theo một cái cách khác, chúng ta có Adisila hay Adisila như là giới cao thượng hay là giới mà siêu thế, giới tối thắng. Và so với năm giới, tám giới là cao hơn, là cao thượng hơn, tốt đẹp hơn. Và so với tám giới thì chín giới sẽ cao hơn. Và so với chín giới thì mười giới sẽ cao hơn, tối thắng hơn. Và so với chín giới hay mười giới thì 227 giới sẽ cao hơn. Và có rất là nhiều cái giới nhỏ. Và đặt ra bởi Đức Phật, chúng ta phải theo tất cả những cái giới luật. Thì đó gọi là Atisila, giới cao thượng, hay là giới tối thắng. Và có rất là nhiều người, họ biết rằng, họ đã học được là trong bài kinh Đại Niết Bàn Mahapadipanna là Đức Phật nói với Ngài Ananda là nếu mà có những cái giới nhỏ có thể bỏ trong luật nếu cần thiết. Và trong thế giới hiện đại bây giờ đã biết rằng thế giới bên ngày nay là trong cái thế giới bên ngày nay thì bây giờ họ mới nói rằng Đức Phật đã nói, đã cho phép là loại bỏ, có thể bỏ những cái giới nhỏ, giới rất nhỏ. Chúng ta không theo cũng được, không thành vấn đề. Nhưng mà là cái tập tâm tạng lần thứ nhất là Ngài Mahakassapa, Ngài Đại Ca Diếp là chủ tọa, là các ngài đã đồng ý, thống nhất với nhau là chúng ta không có thêm bất kỳ giới mới nào vào, những bài kinh mới nào. Chúng ta cũng không có loại bỏ những cái giới đã được đặt ra, Đức Phật đặt ra. Thì chúng ta, các ngài đã đồng ý, đã thống nhất với nhau. Và của cái tập tâm tạng lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ sáu thì không ai loại bỏ giới. Tất cả những cái giới đã có rồi là chúng ta phải theo. Không ai, có nghĩa rằng có rất là nhiều cái thế hệ là chúng ta đã không có đồng ý để loại bỏ những cái giới nhỏ, những cái giới. Chính vì thế chúng ta phải theo. Và chúng ta có là bát chánh đạo, là con đường là dẫn tới Niết Bàn, dẫn tới cái pháp siêu thế. Và trong bát chánh đạo thì chúng có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Ba cái này gọi là thuộc về giới hạnh, về giới phần. Nếu chúng ta có giới thì chúng ta có thể thực hành tốt đẹp. Chúng ta thực hành con đường bát chánh đạo. Đặc biệt rằng là và nếu mà chúng ta không mà đi theo thì sẽ là trái ngược lại với những cái pháp siêu thế. Thì chính vì thế chúng ta phải theo giới luật. Và ở đây chúng ta cũng có Adichitta. Adichitta như là tầm tối thắng hay là tầm cao thượng. Là cái tầm là chitta là tầm, còn adi là cao thượng tối thắng, là cái tầm tối thắng, tầm cao thượng. Đó là sự thực hành samatha, thực hành định. Và chúng ta cũng có chánh định trong bát chánh đạo. Và đấy cũng là cần thiết, rất là cần thiết để chúng ta hoàn thiện, để hoàn thành, để đạt được cái thánh đạo. Thì chính vì thế mà Đức Phật nói rằng chánh định. Và theo bài kinh, theo kinh như cái, khi bất kỳ khi nào Đức Phật mà nói về bát chánh đạo, nói về chánh định, bất kỳ khi nào Đức Phật nói về chánh định thì Đức Phật thường giải thích, dạy về tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Tất cả là bốn thiền sắc giới. Nhưng mà theo chú giải là chúng ta có thêm sự giải thích thêm, mặc dù chúng ta không chứng được jhana các tầng thiền thì căn định cũng có thể tính vào
chánh định. Và như vậy, và nói tóm tắt lại, khi mà chúng ta có thể chứng được jhana, các tầng thiền và sắc giới, vô sắc giới, là chúng ta có cái tầm tối thắng, chúng ta có cái tầm cao thượng. Và đó cũng cần thiết để thực hành. Và chúng ta cũng có adipanya, như là trí tuệ cao thượng hay là trí tuệ tối thắng. Là trí tuệ tối thắng. Thế nào là gọi là trí tuệ tối thắng? Là chúng ta có rất là nhiều loại trí tuệ. Bằng cái đọc sách, bằng cái đọc chúng ta có thể trở nên trí hơn. Bằng nghe hoặc nói chúng ta có thể trở nên trí hơn. Nhưng mà đây Đức Phật nói rằng bằng sự thực hành chúng ta có thể có trí hơn, trí tuệ hơn. Và ngay cái lúc ban đầu là chúng ta phải thực hành giới sila là cái nền tảng, nền móng. Và dựa trên sila chúng ta phải tiếp tục thực hành samadhi, thực hành định. Và định là cũng là nền tảng để thực hành vipassana, misat. Khi mà chúng ta có cái định sâu sắc, định mạnh mẽ, chúng ta có thể biết và thấy được cái chân đế, sự thật chân đế. Và chúng ta có thể biết được cái sự đặc điểm tự nhiên của khổ tường, vô khổ và vô ngã. Và chúng ta cũng biết được duyên khởi, nhân duyên, một cái rõ ràng. Và khi mà chúng ta biết được sâu sắc hơn, sâu hơn, rõ hơn và rõ hơn, thì cái tuệ minh sát của chúng ta trở nên chín muồi. Và tuệ minh sát có thể đè nén được cái phiền não. Và từ từ, nó tuệ minh sát trở nên mạnh mẽ và chúng ta có thể chứng được đạo, quả. Và theo đạo tuệ, quả tuệ, thì một số những phiền não sẽ được nhổ bỏ tận gốc. Và đó cũng gọi là trí tuệ tối thắng, trí tuệ cao thượng. Và khi mà chúng ta trở nên có trí hơn, trí tuệ hơn, thì tâm của chúng ta, năng lượng của tâm của chúng ta, thì cái tuệ căn của chúng ta trở nên mạnh mẽ và đủ mạnh để loại bỏ hay để nhổ bỏ những cái phiền não. Đó gọi là trí tuệ cao thượng. Và đệ tử của Đức Phật là những người mà nghe lời dạy của Đức Phật, pháp của Đức Phật và thực hành tốt đẹp để có được có giới cao thượng, có định cao thượng và có trí tuệ cao thượng. Và chúng ta có một cái định nghĩa khác. Sangha đây nghĩa rằng thực ra chúng ta có giới đồng đều, giới bằng nhau, có định bằng nhau, ngang bằng và có trí tuệ ngang bằng, thì đó là Sangha, là sư tăng. Nghĩa là khi chúng ta nhóm lại thì chúng ta phải có cái sự hòa hợp. Nếu mà nhưng mà số người họ không muốn theo giới, và rất là nhiều người theo giới hạnh, thì nó có những cái sự mà trái ngược ở giữa cái cộng đồng. Một số người không muốn thực hành samatha, không muốn thực hành định, và một số người muốn thực hành định, thì sẽ có cái sự mà trái ngược trong. Tương tự như vậy, trí tuệ chúng ta phải biết rất nhiều thứ về danh sắc nama rupa, rất là nhiều thứ khác nhau, ví dụ như là duyên khởi. Rất nhiều người họ muốn thực hành rất là nhiều thứ, muốn làm rất là nhiều thứ. Và một số họ muốn làm, một số không muốn làm, thì đó có số sự trái ngược trong. Và thời Đức Phật là tất cả các vị tỳ kheo, là một số vị tỳ kheo, thì đương nhiên có một số vị tỳ kheo đặc biệt không theo. Nhưng mà hầu hết là tất cả đều theo lời dạy của Đức Phật. Và họ rất là tinh tấn, và họ thực hành một cách rất là tinh tấn, giới định tuệ. Thì chính vì thế, chúng ta gọi là Sotipanna, là những cái sự thực hành mà tốt đẹp, hay là những người thực hành tốt đẹp. Và chúng ta còn có Uchu, Patipanno, Bhagavato, Savaka Sangho. Là cái sự nghĩa đây, đó là chư tăng của Đức Thế Tôn, đệ tử của Đức Thế Tôn, là thực hành một cách mà thẳng,
thẳng thắn, thăng tiến. Thành tiến đúng không? Tại sao chúng ta nói về thẳng, thẳng tiến nữa? Nghĩa là không quay lại. Không quay trở lại. Nghĩa là sau khi mà chúng ta đạo Sotapatti, đạo dự lưu, thì chúng ta không thể quay lại. Quay lại và phàm phu được nữa. Chúng ta nghĩ điều đấy ngay rằng. Nghĩa là chúng ta không thể quay lại. Không còn có thể quay lại được nữa. Quay lại phàm phu được nữa. Nếu mà chứng được sơ đạo, đó là chắc chắn. Là vì đó sẽ là chứng đạo dự lưu. Chứ một điều nữa. Là vì đó còn đạo chứng được nhất lai và bất lai, và chỉ có chứng được đạo cao hơn thôi, chỉ có chứng đạo cao hơn. Như là vì đó không có quay trở lại nữa, vì đó không còn hối tiếc nữa, thì đó chính là Uchu Patipanna. Và chúng ta có một cái định nghĩa khác nữa, Uchu, như là rất là thẳng, chúng ta có thể nói là thẳng, như là rất là thật thà, rất là nhiệt tâm. Ở đây có hai từ Bali, Maya và Satya. Maya ở đây và Satya. Maya ở đây. Maya ở đây nghĩa là giấu cái tội của mình, là giấu cái lỗi của mình. Sau khi mình làm rất nhiều cái lỗi và chúng ta muốn che giấu cái lỗi của mình, thì đó gọi là Maya. Và có rất nhiều cách để che giấu tội lỗi của chúng ta, đúng không? Cái đó là chúng ta không có trung thực, không có thật thà, nó gọi là Maya. Và nếu chúng ta có thể che giấu, thì người ta nghĩ rằng, người đó là người có giới hạnh, người đó là người tốt, và chúng ta có thể có được nhiều hơn, nghĩa là có được danh vọng và lợi dưỡng thì tốt, nhưng mà cho sự thực hành thì không có tốt đẹp. Và nếu mà chúng ta không có thanh tịnh về thân khẩu, thì đương nhiên là cái ý chúng ta sẽ không thể nào thanh tịnh được. Chúng ta phải thanh tịnh tất cả. Chúng ta phải rất là trung thực và nhiệt tâm. Satya ở đây. Satya là từ Bali thứ hai. Satya ở đây như là chúng ta thể hiện những cái phẩm chất mà chúng ta không có, khoe khoang những phẩm chất chúng ta không có. Nhiều khi là một số hành giả, họ nói là họ chưa chứng thiền, nhưng họ nói một cách dễ dàng. Khi mà chúng ta phân tích, thì ngay cả họ không thấy ánh sáng một cách rõ ràng, họ không thấy nimitta, nhưng mà họ nói là họ có chứng được jhana, chứng được thiền, cái tầng thiền. Và khi mà thầy hỏi là thế làm sao mà quý vị biết là quý vị chứng được jhana, thì vị nói là vì cái kinh nghiệm được 5 cái thiền trì. Thì có thể là họ rất là trung thực. Nhưng mà nếu họ nói rằng họ chứng nghiệm 5 thiền trì, thì họ nghĩ rằng họ chứng được jhana, thì đó là họ nghĩ cái mà họ nghĩ. Nếu mà thầy mở cái tâm họ ra, như là nói cái cởi mở, khi kinh nghiệm 5 cái thiền trì thì chưa phải chứng được jhana đâu. Như là cái đối tượng của jhana không phải 5 thiền trì, đối tượng của jhana là nimitta. Để khi chúng ta mà phản cảm thiền trì, đó là cái tuệ phản cảm. Phản cảm điều chứ không phải là thiền trì, chứ không phải là jhana. Nhưng mà họ không hiểu được thì đó thuộc về Abhidhamma. Thì cái đó là thực tế. Và nếu mà lý thuyết thì cũng không phải dễ để mà hiểu. Mà thực tế chưa kinh nghiệm thì rất là xa từ cái hiểu biết có. Nhiều khi cũng khó để mà dạy những người đó. Nhưng mà như vậy, cái điểm chính ở đấy, nhiều khi người ta trung thực, người ta như là họ kinh nghiệm nói, họ kinh nghiệm sai, họ hiểu sai cái kinh nghiệm của họ. Nhưng mà nhiều khi họ chưa chứng nghiệm chứng ngộ gì, họ biết là không chứng ngộ, nhưng họ muốn là thể hiện, chứng tỏ là những cái mà kinh nghiệm là thật. Mặc dù thầy nói, thầy chỉ ra rất là nhiều thứ, nhưng mà họ không chấp nhận, họ không sẵn sàng chấp nhận cái sự thật, như là họ tự lừa dối chính họ, thì họ không thể chứng ngộ hơn được nữa. Và tương tự như vậy, và không giới, nhưng mà vì đó thể hiện ra là người có giới, và không có định, người đó thể hiện giống như là người có định. Và tương tự như vậy, không có tuệ minh sát, và họ thể hiện giống như là họ đã chứng được cả tuệ minh sát. Và tương tự như vậy, không chứng ngộ, ví dụ như là đạo dư lưu Sotapatti,
Và rất là nhiệt, và vị nó vị là thầy đã gặp rất là nhiều người chứng ở Sotapanna trong việc thầy gặp rất là nhiều người này. Họ nói những cái vấn đề ở đây là thực ra nó chứng đạo nhưng mà không chứng quả được, không nhập quả được. Điều đó nghĩa rằng họ chưa chứng ngộ cái gì hết. Nhưng mà thế nào đi nữa, họ bảo vệ, bảo thủ cái sự chứng ngộ của họ. Cái mà họ cho là chứng ngộ, mặc dù thầy chỉ ra cái lỗi. Nếu mà chứng ngộ, chứng đạo quả dư lưu, thì vì đó có khả năng chứng bất nhập vào quả tuệ bất kỳ khi nào vị đã muốn. Cái đó rất là rõ ràng. Vì đó chưa chứng ngộ bất kỳ điều gì, nhưng mà vị đó bảo thủ là vị đó đã chứng. Và nếu mà như vậy, điều đó nghĩa rằng vị đó có Satya, nghĩa là thể hiện những phẩm chất mà vị đó không có. Mặc dù là vị đó không nhập được vào quả tuệ, vị đó nghĩ rằng vị đó đã chứng được Sotapatti đạo dư lưu. Nếu mà có cái Satya như vậy thì không thể tiến bộ hơn được nữa. Và ở đây, khi mà chúng ta có Maya hay Satya, nghĩa là chúng ta không có nhiệt tâm, không có trung thực, và chúng ta không thể tiến bộ hơn được nữa. Nhưng mà đệ tử của Đức Phật, của Đức Thế Tôn, người mà nghe lời dạy của Đức Phật, nghe lời chỉ dẫn của Đức Phật, và việc theo lời dạy của Đức Phật một cách chặt chẽ, và chính vì thế người họ nhiệt tâm và trung thực, và người đó có thể tiến bộ được những cái giới cao thượng, giới ẩn định cao thượng và trí tuệ cao thượng, thì đó gọi là vũ trụ Patipanna, nghĩa là thực hành một cách thẳng tiến. Và Nyaya Patipanna, Nyaya Patipanna Bhagavato Savaka Sangho, là đệ tử chưa tăng của Đức Thế Tôn, là thực hành một cách đúng đắn theo phương pháp. Thì đã nghe rằng có rất là nhiều phương pháp, cách thực hành dạy bởi Đức Phật. Và rất là nhiều phần dẫn tới Nibbana. Thầy nói với rất là nhiều phần. Khi chúng ta đọc về Đại Niệm Xứ, là đó là cái cách mà cách duy nhất, con đường duy nhất là một cách thôi, một con đường, một phương pháp. Điều nghĩa rằng mặc dù chúng ta có rất là nhiều cái nền tảng, thì tất cả cái nền tảng dẫn tới Vipassana, và Vipassana dẫn tới Nibbana, Nibbana. Ví dụ như là chúng ta có 40 đề mục thiền định, thì 10 cái hàng là không có chứng được jhana, bất kỳ jhana nào. Như là 10 asubha là chỉ có chứng được sơ thiền, chỉ có sơ thiền thôi, cái đề mục samatha thì bất định chỉ có đến được sơ thiền. Ví dụ như là 4 phạm chú là từ bi xả kasina tới ba định và vân vân. Điểm chính ở đây là mỗi cái phương pháp thiền có thể là cái nền tảng để hành Vipassana, hành minh sát, và rất là nhiều phương pháp. Và ở đây chúng ta cũng phải biết một điều nữa, nhaya ở đây nghĩa là niết bàn, nibbana, nhaya nghĩa rằng là đệ tử của Đức Thế Tôn thực hành để chứng ngộ niết bàn, nibbana, hay là chúng ta thực hành con đường để dẫn tới nibbana, niết bàn, hay là cái nhân để dẫn tới chứng ngộ niết bàn, nibbana. Và chúng ta có thể nói là cái nhân của niết bàn, như là cái nhân để của chứng ngộ niết bàn, nibbana và samatha định. Và chúng ta có rất nhiều pháp thực hành samatha thiền định, và cũng là có cái để thực hành vipassana, và tất cả vipassana, visvasana là cái nền tảng, là cái nhân để sự chứng ngộ, cho sự chứng ngộ niết bàn, nibbana. Và đệ tử của Đức Phật thực hành tất cả những thứ này, chính vì thế họ được gọi là nhaya samatipanna, samatipanna, nhaya samatipanna. Và chúng ta cũng có samichi patipanna, samichi patipanna Bhagavato Savaka Sangho, là chư tăng đệ tử của Đức Thế Tôn đã thực hành một cái thiện xảo, với thuần thục thiện xảo. Và như vậy samichi là thiện xảo, như thiện xảo của sự thực hành, đúng không? Giờ chúng ta biết rằng khi mà chúng ta thực hành Anapana, thì nó khi mà chúng ta thấy được Nimitta, chúng ta có thể chú lên chúng ta nhìn Nimitta một thời gian dài, chúng ta có cái nhập định rất là, an trì định rất là sâu, và chúng ta
phải thực hành cái sự thuần thục, cái pháp thuần thục, pháp thiện xảo. Và chúng ta phải thiện xảo, thuần thục với cái tâm của chúng ta. Nghĩa là chúng ta không có thể làm chủ tất cả chúng sinh, nhưng chúng ta có thể làm chủ thiện xảo, thuần thục chính chúng ta. Nếu mà chúng ta mà là thiện xảo, thuần thục cái tâm của chúng ta, thì chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ. Và chính Đức Phật, bản thân Ngài, là nói rất là nhiều lần. Mà dù chúng ta chiến thắng cả 1.000 kẻ thù, cũng chưa phải là cái chiến thắng. Nhưng chúng ta phải chiến thắng cái tâm của chúng ta, thì đó mới là cái thắng chiến thắng. Và ở đây chúng ta phải thực hành tất cả những cái phương pháp tới khi mà chúng ta thành công, thành được. Và tối thiểu là chúng ta cũng phải thực hành một đối tượng tới khi mà chúng ta thành công, để chúng ta có thể làm chủ cái tâm của chúng ta. Thì đó mới là cái sự tiến bộ của chúng ta. Thì đó gọi là Samajji Patipanna. Và một cái điều nữa, khi mà chúng ta có thể thực hành một cái tốt đẹp, chúng ta có thể thoát khỏi cái vòng samsara, vòng luân hồi, chúng ta sẽ thoát khỏi cái sự khổ đau của cái vòng luân hồi samsara. Và một cái điều nữa, khi mà chúng ta thực hành tốt đẹp, chúng ta sẽ đáng được cung kính, xứng đáng được cung kính, được chào đón. Và chúng ta có thể nói là Samiji. Và đó, cả bốn cái thứ này là cái nhân. Và chúng ta có bốn cái nhân này là cái nhân. Bốn cái hồng ân đức này gọi là những cái nhân. Thực hành tốt Subhidipana, Subhidipana thực hành cái thẳng tiến. Nhân ra Subhidipana thực hành đúng phương pháp tới khi Niết Bàn, tới khi chứng ngộ Niết Bàn. Và Samiji Patipanna là thiền xảo trong cái sự thực hành. Thì đó, tất cả cái này là cái nhân. Bốn cái nhân ân đức này, ân đức pháp này, ân đức tăng này. Và thời Đức Phật là có rất nhiều vị tỳ kheo họ thực hành. Họ giỏi, họ thực hành thiền xảo về Pali, về luật, Vinaya, về hành thiền trong vòng 5 năm. Và sau khi mà ở cùng với thầy tứ độ của họ 5 năm, thì sau khi học luật một cách đúng đắn và học cái phương pháp thiền một cách đúng đắn, thì họ sẽ ở độc cư một mình. Khi mà họ có chứng ngộ cái gì đó, thì họ sẽ quay trở lại để gặp Đức Phật, thầy tứ độ. Thì đó là cái cách mà họ thực hành. Nhưng mà bây giờ chúng ta có rất là nhiều cái trường học. Rồi chúng ta học già đi, nhưng mà vẫn già, lớn tuổi chúng ta vẫn còn học rất là nhiều trường học. Và chúng ta có rất là nhiều cái giảm giá, giảm bớt. Luật cũng vậy. Chúng ta có giảm giá đi, đúng không? Giảm bớt. Mà cả chúng ta, như là Đức Phật nói, là chúng ta có thể loại bỏ những cái giới nhỏ. Tại vì vậy. Và khi chúng ta muốn học về kinh điển, thì Đức Phật nói rằng đừng có tin vào kinh điển, là vào kinh Kalama, đúng không? Trong vào kinh Kalama, đừng có tin tưởng vào kinh điển, đừng có nghe nói, đừng có nói về tin đồn, đừng nghe tin và tin đồn, đừng có tin vào thầy. Rất là nhiều cái không, có 10 cái không đó, 10 cái không nên, 10 cái trong kinh Kalama Sutta. Và họ có rất là nhiều cái giảm giá, họ không muốn học luật, họ không muốn học Sutta kinh, họ không muốn học Abhidhamma, Abhidhamma pháp. Họ không muốn học chú giải, họ không muốn học phụ chú giải hay là sớ giải, hay không muốn học kinh điển. Thì cuối cùng là cái cách mà họ giải thích Pali là rất là buồn cười, rất là lạ. Và như vậy, cái điểm chính ở đây là thời Đức Phật là 5 năm họ phải học, là học kinh điển. Và sau khi mà học, và sau đó học cách hay thực hành thiền, họ lo phải học thuộc lòng cái phương pháp hành thiền. Nhưng là không cần mang sách chỗ này chỗ kia, đúng không? Bây giờ chúng ta lại mang sách chỗ này chỗ kia khi nào chúng ta đi. Nhưng mà thời Đức Phật là không cần đọc sách, nghĩa là không có sách, họ chỉ có những ghi nhớ thuộc lòng. Và khi mà có những khó khăn, họ sẽ quay về và hỏi Đức Phật. Và họ rất là nhiệt tâm. Khi mà gặp
bất kỳ những khó khăn nào, họ sẽ quay về để hỏi những câu hỏi. Và thầy đã nói về mà kinh Mata Sutta, kinh Tâm Tử đúng không, là chúng ta có thấy 500 vị tỳ kheo là hành thiện và họ không thực hành một cái tốt đẹp được, họ quay về và nghe bài kinh Mata Sutta từ Đức Thế Tôn và họ quay trở lại cái nơi cũ của họ và thực hành thiện ở đó và họ chứng được đạo A La Hán. Và như vậy nghĩa rằng là có cái phương pháp bài kinh Metta Sutta như là dựa trên cái này thêm Metta và tâm từ vào có thể làm nền tảng để chứng ngộ được A-la-hán. Và lần này lần khác thì Đức Phật dạy rất nhiều phương pháp thiền khác nhau cho những người căn cơ khác nhau. Nhưng mà bây giờ chúng ta không có Đức Phật nữa. Chính vì thế chúng ta phải dựa trên kinh điển. Và chính vì vậy, khi mà chúng ta thực hành theo lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta có sự Patipanna, Ocho Patipanna, Nyaja Patipanna và Saminchi Patipanna. Là chúng ta có bốn ân đức này, và chúng ta nghe, là chúng ta sẽ nghe theo lời dạy của Đức Phật, chúng ta theo lời dạy của Đức Phật. Và khi mà chúng ta có những cái ân đức này, phẩm chất này, thì sẽ là lợi ích của những cái ân đức này. Là tiếp theo chúng ta sẽ có những cái lợi ích. Giờ đi đáng cho đại lý Ata Buddhist Mangala là 8 hạng người bậc thánh, 8 bậc thánh là 4 đạo và 4 quả. Và chúng ta có Esa Bhagavato Savaka Sango Ahuneyo là chư tăng đệ tử của Đức Thế Tôn, là xứng đáng nhận các vật dụng, xứng đáng cũng được cái sự cúng dường. Ở đây được cái giới định và tuệ của chư tăng, họ có giới cao thượng, có định cao thượng và có trí tuệ cao thượng, họ xứng đáng là được nhận các vật dụng, xứng đáng được cái sự cúng dường. Và khi mà chúng ta học về Parajika, giới Parajika, giới bất công chủ, là chúng ta cũng có là một số cái chương đặc biệt ở trong cái giới Parajika thứ tư, giới bất công chủ thứ tư, như là một số cái vị cái ngạ quỷ mà bị cháy y, mặc y đang cháy, lửa cháy. Nếu vị tỳ kheo mặc mà nhận y và nhưng mà không theo giới thì mặc y giống như là mặc cái y mà đang bị cháy, cái y đang cháy, y đang rực cháy. Ăn cũng vậy, cũng là đang cháy, ngủ cũng đang cháy. Và Phật đã nói là cái vị tỳ kheo phải theo giới luật một cách chặt chẽ và một cách cung kính. Và để được nghe rằng khi mà chúng ta có giới mạnh mẽ, định tuệ mạnh mẽ, thì chúng ta là xứng đáng được cúng dường, xứng đáng được nhận cái sự cúng dường, thì đó là một ân đức. Và là nhiều khi, và nhiều khi rất là xa, từ rất là xa, họ sẽ đem cái vật dụng tới từ rất là xa để cúng dường. Mặc dù đem đến từ rất là xa, nhưng mà chúng ta vẫn là xứng đáng được nhận. Giống như là ngày Ma Kassapa, ngày Đại Ca Diếp, là ngày ở trong rừng, độc cư trong rừng. Và rất là nhiều đệ tử của ngài cũng là người sống trong rừng, các vị tỳ kheo ở trong rừng. Và hầu hết là ngài nhập vào quả tuệ, là diệt thọ tường định, Nirvasamabati, và sau đó xuất khỏi diệt thọ tường định, thì ngài mới xem, quan sát xem ai là thí chủ đặc biệt, là để ngài nhận cái vật dụng để cho được cái sự lợi ích của cái người thí chủ, như là có sự lợi ích cao thượng cho thí chủ. Và một ngày, ngài gọi là vua Đế Thích Saka là muốn là thí chủ cúng dường ngài Mahakassapa, ngài Đại Ca Diệp, là vua Đế Thích là muốn cúng dường và thực, là vì hóa thành một người đàn ông, người ông lão,
và tạo nên là dùng cái thần thông đó, dùng cái năng lực của vị đó tạo nên cái nhà nhỏ, là vị đó hiện hình là biến thành cái người già và chờ ở đó. Và khi mà ngài Đại Ca Diếc, ngài Mahakassapa là đi vào làng, và đến cổng làng lại có một cái nhà tre, thì cái nhà tre này mới, và có một cái hai ông bà lão ở đó, họ rất là già. Thì ngài phải nghĩ rằng thế ngài sẽ hỗ trợ cho người này, sẽ tạo để cho người ta có cái duyên tạo phước, và ngài mới tới cái nhà đó, và họ cúng dường, thí chủ cúng dường. Khi mà họ đặt bát và thưa vào cho mình bát, thì ngài Mahakassapa mới biết rằng đó không phải là người, không phải nhân loại. Tại sao thế ngài phải hỏi tại sao mà con lại làm vậy? Thì ngài nói là ngài muốn hỗ trợ người nghèo, tại sao mà con là trời vua trời Đế Thích mà tại sao làm vậy? Thì vua trời Đế Thích mới nói rằng là Pante, con cũng rất là nghèo trên cõi trời, và rất nhiều chư thiên họ có điều kiện cơ hội để gặp Đức Phật, để cúng dường Đức Phật. Và so với những chư thiên mới, thì cái ánh sáng hào quang của vị vua Đế Thích là trở nên tối hơn do những cái chư thiên mới. Và rất là nhiều cái đồ chúng tùy tùng, nhưng mà không có mạnh bằng những chư thiên mới, không có năng lực bằng chư thiên mới. Thì chính vì thế mà Đế Thích mới trình báo với ngài là về những cái gì đang xảy ra trên cõi chư thiên, cõi trời. Và điều đó nghĩa rằng mà từ cõi trời đến từ cõi trời, nhưng mà cũng để là các ngài cũng xứng đáng để nhận cái đồ cúng dường. Cõi chư thiên rất là xa. Pahuneyo, chúng ta gọi Pahuneyo. Cả đức tiếp theo là chúng đáng là đệ tử của Đức Thế Tôn, là xứng đáng được quý mến. Như là các nước khác nhau, quốc độ khác nhau, những cái nước khác nhau, thì có những cái truyền thống phong tục khác nhau. Thì nhiều khi mà khách tới nhà, chúng ta chuẩn bị những cái vật thực, nhưng mà từ một thảo hạ, thượng hạ, khi mà để chúng ta muốn chọn đãi thì đãi khách và đãi những cái vật thực tốt đẹp, cao thượng hay là hảo hạng. Tương tự như vậy, chúng ta chọn những cái vật thực tốt đẹp. Ngay cả thi tỳ kheo chưa đang tới thì các vị cũng là xứng đáng được cúng dường. Chúng ta nói đơn giản như là xứng đáng được cái sự quý mến. Điều nhớ rằng trước khi cúng dường hay trước khi ăn là họ sẽ cúng dường trước. Và truyền thống của Miến Điện là họ cúng dường trước khi mà họ ăn, cúng dường chư tăng trước. Và cái vật thực mà dư lại thì họ sẽ không để cúng dường. Và một số trường hợp đặc biệt, điều kiện đặc biệt, nếu mà người thí chủ ở cái người mà họ người nhận họ muốn cần rất là cần thì họ sẽ cúng dường. Thì đó gọi là Pahuneya. Và Dakhineyo là chư tăng là đệ tử của Đức Thế Tôn, là xứng đáng được cúng dường. Thì ba cái này là gần như giống nhau, là cúng dường đúng không? Pahuneyo, Dakhineyo, mặc dù là họ đem cái vật thực cái thứ vật dụng từ rất là xa, vật cúng dường từ rất là xa, tỳ kheo chư tăng là xứng đáng được hưởng cái sự cúng dường, nhận được sự cúng dường. Và Pahuneyo là cái vật thực hảo hạng tốt đẹp, là xứng đáng được nhận. Và Dakhineyo là nói bất kỳ là hầu hết tất cả các vị có sự cúng dường cái tứ vật dụng, các vật dụng. Và cái tiếp theo Anjali Karaniyo là họ là chư tăng đệ tử của Đức Thế Tôn, là xứng đáng được đảnh lễ cung kính. Và Anjali ở đây, Anjali, cái ngón tay gọi là Anjali, chúng ta có thể chắp tay lại với nhau là năm ngón tay, chúng ta chắp lại với nhau, chắp tay năm ngón tay lại với nhau, hai bàn tay lại nhau, thì chúng ta có thể cung kính, đó gọi là Anjali Kraniya, sẵn là cung kính đảnh lễ bằng cách là chắp tay. Và như vậy không chỉ là nhân loại mà kể cả là
chư thiên. Nếu mà vị tỳ kheo rất là giới hạnh, rất là giới hạnh, rất là mạnh, thì chư thiên cũng cung kính đảnh lễ. Và cho nên là có thể không biết câu chuyện về ngài Ma Si, ngài Ma Si Xê đó, khi mà ngài ở tu viện của ngài, khi mà lúc mà ngài còn sống, thì có một chư thiên họ tới gặp ngài, nghĩa là không phải tới, nghĩa là đi qua một cái người khác, nghĩa là họ nhập vào cái người khác và tới gặp ngài Ma Si và nói bằng Pali. Và ngài Ma Si cũng nói được Pali nhưng mà không có thiện xảo, không thuần thục bằng chư thiên đó, cái vị thiên đó, nghĩa là cái chuẩn bị chư thiên đó tới nhập vào cái người nữ đó và nói Pali, nghĩa là Pali của vị nó rất là trôi chảy, rất là trôi chảy. Và cái điểm chính ở đấy là ngài Ma Si giới hạnh của ngài rất là cao thượng, chúng ta có thể nói vậy, nên chư thiên họ cũng tới, giống như là Lady Sedo, người Lady Sedo cũng thế, là cũng có thể nói tương tự, nghĩa là chư thiên tới gặp trực tiếp, nghĩa là chư thiên tới gặp ngài Lady Sedo và biến mất, sau đó biến mất. Và điểm chính ở đấy, ngay cả chư thiên cũng sẽ cung kính và đảnh lễ các vị tỳ kheo, đặc biệt là ngài Ma Si Sedo. Ngài không phải A-la-hán, ngài Lady Sedo cũng không phải A-la-hán, là các ngài vẫn là phàm phu, nhưng mà chư thiên tới tại vì giới hạnh của các ngài rất là mạnh. Và cái nữa, Anuttarang Punyaketang Lokasa là các vị là chư tăng, là đệ tử của Đức Thế Tôn, đó là phước điển cao thượng tối thắng của thế gian. Là nếu mà cái phước điển của chúng ta, như là cái ruộng của chúng ta mà có rất màu mỡ, thì bất kỳ hạt nào rơi xuống thì chúng ta sẽ mọc lên được. Nếu mà cái hạt giống mà tốt mà bỏ trên cái ruộng mà ruộng không có màu mỡ thì cũng không thể mọc được, không mọc tốt được. Tương tự như vậy, các bậc thánh tăng ở trên thế gian này, thì chúng ta có thể nói rằng chúng ta có thể cúng dường, thì đó là một cái phước điển đặc biệt, phước điển cao thượng tối thắng để tạo phước. Và chúng ta có thể trồng, gieo hạt, chúng ta có thể gặt hái được để những cái kết quả tốt. Thì đó là cái ân đức của chư tăng, tổng cộng là 9 ân đức tăng. Ân đức tăng bảo đầu tiên là 4 cái đầu tiên là nhẫn, và 5 cái sau, 5 ân đức sau là kết quả của 4 cái nhân đó. Và khi mà chúng ta có thể thực hành Sanganusati niệm ân đức tăng bảo ở Miến Điện, là chúng ta không có truyền thống khi mà đến Santiklan Sri Lanka, bất kỳ khi nào mà họ thấy chư tăng tỳ kheo họ sẽ tụng, khi mà muốn cúng dường tới chư tăng họ sẽ tụng Suvadipanno Bhagavato Sarakasango và vân vân, họ sẽ tụng như vậy, họ giữ tụng kinh như vậy, tụng về ân đức tăng bảo như vậy, đó là tụng kinh. Nhưng khi mà chúng ta thực hành niệm ân đức tăng bảo, chúng ta có thể hình dung ra hình ảnh chư tăng, không phải là một cá nhân một vị nào, nhưng mà đây chúng ta thấy rằng rất là nhiều, một cái hàng dài của chư tăng, hàng dài chư tăng đi bát ở Sima cũng vậy, chúng ta có thấy là những rất là nhiều chư tăng sẽ ngồi theo hàng, chúng ta có thể hình dung ra chư tăng, chúng ta chọn một trong những cái ân đức của tăng, ví dụ Suttipadipanno là cái sự thực hành tốt đẹp, và Ujjusambhanuyana thực hành thẳng tiến, và Ujjudipana là thực hành thẳng tiến và không có theo những cái cách khổ hạnh, cách mà thái cực, là chúng ta thấy khổ hạnh hay là chìm đắm trong dục lạc, thì đó là cái đường sai, cái đường cái thái cực, chúng ta không theo con đường sai, chỉ theo cái thái cực, mà chúng ta theo trung đạo, theo con đường chánh, con đường thẳng, thì đó gọi là Ujjupadipanna. Và như thế nào nữa, chúng ta có thể chọn một trong ân đức tăng bảo, chúng ta có thể chọn một ân đức mà thực hành một cái niệm, một cái liên tục, khi chúng ta có thể thực hành tốt đẹp thì chúng ta có cái cung kính mà cao thượng rất là mạnh mẽ tới chư tăng Sangha.
Và chúng ta cũng có thể, chúng ta cũng có, là người ta cũng để có được cái hỷ và cái sự hoan hân hoan. Chúng ta có thể nói là piti samocha, là cái hỷ lạc và cái hân hoan, và cái lạc là hoan hỷ. Và khi mà chúng ta gặp những rất nhiều cái khó khăn, rất là nhiều cái sợ hãi là chúng ta có thể chịu đựng được. Chúng ta gặp sợ hãi là cái khiếp sợ, chúng ta có thể vượt qua, chịu đựng được. Và chúng ta không thể cúng dường cái sinh mạng lớn được, đúng không? Nó rất là đắt đỏ. Nhưng mà chúng ta có thể tưởng niệm Đức Tăng thì chúng ta sẽ thành cái Sima, cái tâm của chúng ta. Trở thành Sima, khi chúng ta niệm Đức Pháp, ăn Đức Phật, thì chúng ta, thân chúng ta sẽ trở nên là cái phòng thờ Đức Phật, và chúng ta niệm Đức Tăng, thì tâm của chúng ta sẽ giống như là cái Sima. Là cái nơi mà tất cả tăng chúng mà hội họp, hội là tụ hợp lại với nhau. Gọi là Sima. Và tiếp theo, chúng ta sẽ có tàm và quý nhiều hơn. Nếu mà chúng ta thực hành một cái tốt đẹp thì chúng ta phải chứng được cần định. Và nếu mà chúng ta chết một cái chánh niệm, khi mà chúng ta đang thực hành niệm tăng đức tăng bảo, chúng ta có thể tái sinh vào cái cõi tốt đẹp, và chúng ta có thể chứng được đạo quả. À, ngay cả khi chúng ta có chưa chứng được đạo quả. Và hôm nay chúng ta nói về niệm đức tăng là 9 ân đức tam bảo. Chúng ta có thể chọn bất kỳ một trong 9 ân đức tam bảo. Nếu chúng ta có thể niệm ân đức tam bảo một cách tốt đẹp thì chúng ta có thể chứng được cân định. Giống như chúng ta đã giải thích từ trước, là chúng ta thấy nimitta, chúng ta thấy ánh sáng, cái sự ánh sáng và tạo nên nimitta, và chúng ta chú tâm cho nimitta một cái tốt đẹp, chúng ta có thể chứng được cân định. Và dựa trên cân định, chúng ta có thể thực hành Vipassana, thiền minh sát, là cái nền tảng của minh sát, thiền minh sát. Và bất kỳ cái phương pháp thiền nào cũng là cái nền tảng của Vipassana, minh sát. Và trước đây chúng ta nói về Vipassana, đúng không? Hỷ giá trị, đúng không? Và Vipassana thì rất là niệm, cái này tùy niệm. Chính vì thế chúng ta chuyển về cái chủ đề là niệm đức tam bảo. Và vài ngày nay thầy sẽ có hai bài thuyết pháp nữa trong mấy ngày tới. Hôm nay là ngày 20 đúng không? Thì ngày 22 và ngày 24. Và sau đó là đến cái một lúc mà thầy đọc detox thì thầy dừng lại. Và sau đó thầy sẽ tiếp tục tới khi mà thầy xong phần nghìn giác chi bộ trang ngà sutta. Và như vậy ở đó sẽ có rất là nhiều cái giải thích về Pitisamajaka Hỷ Giá Chi. Là bài pháp tiếp theo là sẽ về niệm giới, chúng ta sẽ học phần niệm giới. Và rất là cần thiết cho tất cả mọi người, khi mà chúng ta nói về Buddha Nô Sát Đí, niệm ấn Phật Pháp Tăng, cho đối với Phật tử thì ok, nhưng mà đối với người không phải Phật tử thì không phải dễ dàng. Mặc dù khi chúng ta nói Phật tử, nhưng rất nhiều người họ không có kinh nghiệm về pháp hay bất kỳ thứ gì, tâm của họ sẽ không có sẵn sàng để chấp nhận ân đức Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo. Và hầu hết là đối với người không phải là Phật tử thì ngài là thầy là dạy về niệm giới và niệm thí. Có thể là tiếp theo, bài pháp tiếp theo thầy sẽ nói về niệm giới, và có thể có thời gian thì thầy sẽ nói về phần tùy niệm khác. Và như vậy, và bây giờ chúng ta có 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp và 9 ân đức Tăng, tổng cộng là 24 ân đức. Chúng ta có thể chọn bất kỳ một trong ân đức nào, bất kỳ một trong ân đức nào là cái nền tảng của định Samatha, tới khi mà chúng ta có thể chứng được cân định. Và dựa trên cân định, chúng ta có thể thực hành Vipassana, thực hành thiền minh sát. Và sila, giới, định và tuệ, sila, samadhi, panya. Chúng ta có thể nói rằng là giới cao thượng, định cao thượng và trí tuệ cao thượng. Và nếu chúng ta có thể thực hành, chúng ta cũng có được cái sự chứng ngộ đạo
quả và chứng ngộ niết bàn, nibbana, kết thúc khổ đau. Mong tất cả chúng ta có thể có đủ khả năng thực hành ba sự thực hành và mong tất cả chúng ta có thể chứng ngộ kết thúc khổ đau và chứng ngộ niết bàn, nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Thì chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào? Nó mới chia phước tùy phước, ăn một đơn áo. Ở đó mà nghe. Ăn một đơn áo. Vì thấy ai đó vì quét, quét dọn. Bởi vì đó muốn tùy phước. Thì nó là vì muốn ăn một đơn áo, muốn tùy hỷ. Ở đây. Ăn một đơn áo đây, tùy ở đây. Nếu mà quá dài thì không có tốt. Đúng không? Thì chúng ta hầu hết khi mà thầy là nói pháp về tùy, thầy không nói quá 20 phút. Thì nó khi mà vị nhận cái đồ cúng dường vật thực, vị ngồi xuống và vị mới tụng là cái tùy hỷ, là cái chúc tụng, chúc phúc. À, nghĩa là cho cái thì khi mà chúng ta khi họ người nghe, cái người họ không ai nghe thì không phải chúng ta nhận thực kỳ, thực sự là khi chúng ta tụng Bharita cũng vậy. Nếu mà chúng ta không nghe, người ta không nghe cung kính thì cũng vô dụng. Và thầy cái lớp luật chẳng hạn, ví dụ thầy cái lớp luật chẳng hạn. Thực tế đây, lấy có một câu hỏi, người cuối cùng hỏi, mà câu hỏi hỏi đi hỏi lại. Thì đó là cái câu hỏi mà vô dụng, vô nghĩa. Tại vì thầy dạy rồi, tại vì nó không nghe cái cung kính, nên là thầy cũng không trả lời cái kiểu đó. Thì nó sẽ vô dụng cho người đó, nghe không cung kính. Thì sau khi mà nhận vật thực rồi, thì đừng nghĩ rằng, hầu hết chúng ta, nếu mà người ta nghe cái cung kính, nếu mà người ta không vâng, ở bóc là chúng ta không có truyền thống như vậy. Vì bảo khi bạn ngồi xuống ăn là vì vì tụng. Có thể nói là trường hợp này vì không nên tụng như vậy. Quán tưởng là về Padisanga Joniso là quán tưởng, pháp quán tưởng vật thực cả thứ, chứ không phải là nếu mà có rất là nhiều thí chủ thì chúng ta có thể Sabidiyo, chúng ta có thể tụng Sabidiyo là tùy phước. Nếu chúng ta một mình thì chúng ta phải dùng cái pháp quán tưởng Joniso hay là hành thiền và chúng ta giải tâm từ khi trước khi chúng ta thọ dụng vật thực. Chứ tùy phước là lúc đó đây với Upa Thanh Nắng không phải Mata Bidu Acharyang Upasaka Upasika để chúng ta có thể giải tâm từ cho thí chủ tất cả mọi người như là hành thiền tâm từ, như là tụng và hoặc là chúng ta dùng pháp quán tưởng Joniso thì sẽ lợi hơn. Thì chúng ta còn câu hỏi nữa. Có một vị không hành thiền chưa ạ? Ở đây vì chuẩn bị rất bận rộn cho bạn, vì rất là nhiều còn cái nghĩa vụ cho bạn, không nhập vào cái quả đạo, à cái quả tuệ. Nhưng mà khi mà hành thiền tiến sinh không có nghĩa vụ gì thì đó phải sẵn sàng có thể nhập vào cái quả tuệ một cách dễ dàng. Ví dụ A-la-hán cho bạn, cho nó một câu chuyện là một sa di, là một vị tỳ kheo
Sa Di cũng là A-la-hán và Tỳ Kheo cũng là A-la-hán và hai người đều là vị A-la-hán. Và Sa Di và tới muộn và ngày Thầy Thế Độ phải là muốn có thì mình cốc, nhưng mà Sa Di không có cốc, nghĩa là ông trời là Thầy Thế Độ và ông trời là phải có nghĩa vụ là tìm cốc liều, dành cốc liều cho Sa Di. Tại vì nhưng mà Thầy Thế Độ thì không nhập được vào quả tuệ, nhưng mà Sa Di có thể nhập quả tuệ, tại vì Sa Di à, tên vị Tỳ Kheo Thầy Thế Độ là có nhiều cái nghĩa vụ phải lo cho Sa Di nữa. Như vậy là trong thời Đức Phật là có một vị nghe bài pháp xong rồi chứng được đạo Sotapanna, thì thầy nói là đừng so sánh các vị đó, những người đó là những người đặc biệt. Bây giờ là thế giới này, bây giờ là chúng ta không còn là những người như vậy nữa đâu. Họ đó là những con người đặc biệt, ở đây chúng ta là những cái thứ mà giác còn lại ở đây. Khi mà chúng ta nói về năm uẩn chẳng, chúng ta có thể hiện người ta hỏi là thế nào năm uẩn, đúng không? Khi mà chúng ta nói về Nimitta, người ta họ sẽ hỏi là thế nào là Nimitta, đúng không? Và thế đấy là khác, hoàn toàn là khác biệt. Nếu mà trong khi nói năm uẩn là đây gì? Đức Phật nói là năm uẩn là dukkha, là khổ. Rất là đơn giản, năm uẩn là khổ. Nghĩa rằng là họ đã biết là năm uẩn là thế gì, là thế nào rồi. Nếu mà họ không biết thì họ sẽ không thể nghe giải pháp như vậy được, đúng không? Và cái chủ đề về pháp, cái hiểu biết về pháp của thời Đức Phật và thời ngày này là hoàn toàn khác biệt. Và nữa, còn chúng ta còn gọi nào? Thế còn bất kỳ cái gì nữa? Từ Miến Điện, tại sao mà họ không tụng Suppatipanno, truyền thống Miến Điện sao họ không làm như vậy? Thực ra ở đây, chúng ta không có nhiều cái truyền thống là tụng độc tụng như vậy, tại chúng ta còn rất nhiều sự thực hành. Và thay vì cái sự tụng tụng kinh thì họ sẽ thực hành niệm ở Đức Phật về tụng cái hạt đó. Khi mà họ đếm niệm ở Đức Phật, họ sẽ tụng cái hạt đó, bấm tụng cái hạt, và họ niệm ân đức Phật bằng cách là dùng cái chuỗi hạt. Và thay vì cái tụng ra miệng thì họ sẽ tiếp tục niệm ân đức Phật, hoặc là ở bảo tháp họ sẽ tụng như vậy. Mình nói thì nói với thầy nói là Maya và Satya. Satya là vì đó muốn thể hiện cái phẩm chất mà vì đó không có. Nghĩa rằng nếu mà người đó tin rằng họ có cái phẩm chất đó mà họ muốn thể hiện, thì có nghĩa là không phải vì đó thể hiện, thì họ không có nhưng mà họ tưởng họ có cái phẩm chất đó, thì như vậy có thể nói là Satya hay không? Thì điều đó nghĩa rằng họ tin tưởng thái quá, đúng không? Tự tin thái quá, như là tự tin thái quá ấy, đúng không? Có phải không? Thì có thể nói bị thiếu cái sự hiểu biết à? Nếu mà nói về Satya đây, có rất nhiều thứ, ví dụ như là đây, về giới, rất là rõ ràng đúng không? Mình có giới không nhưng mình biết rõ ràng, định cũng rất là rõ ràng. Có định hay không là biết. Sutta về cái tuệ về pháp, chúng ta học bao nhiêu Nikaya, bao nhiêu tạng kinh rồi, rất là rõ ràng đúng không? Là bao nhiêu chúng ta có thể hiểu được Nikaya và những bài kinh. Nhiều khi họ nói là họ đọc 5 tạng kinh nhưng mà không thể nào hiểu được 5 tạng kinh, thì bao nhiêu chúng ta có thể hiểu biết được 5 tạng kinh, gọi là Sutta, hiểu biết về cái. Và tương tự Panya là cái tuệ minh sát Panya, đúng không? Và như vậy chúng ta biết chúng ta là ai. Thực ra chúng ta biết chúng ta là ai. Không được thầy biết là người ngoại quốc thế nào, nhưng đối với người người Miến thì họ nói Bali là với thầy, là thầy biết là họ thiện xảo đến mức độ nào. Nhưng là thầy không cần nghe bài pháp đâu. Và đối với cái buổi lễ là cái bài phần đầu tiên là cho giới.
cho giới thôi. Khi mà họ cho giới, chuẩn bị cho giới rồi, bắt đầu cho giới, là chúng ta có thấy được là cái thiện xảo về Pali của vị đó như thế nào. Cái cách mà vị đó tụng Pali rất là rõ ràng, là họ làm thế nào, họ chia những cái từ ra, họ dịch ra. Thì đó là cái cách, mặc dù chúng ta không có nghe đầy đủ, nghe hoàn toàn nhưng mà chỉ một phần nhỏ thôi là thầy có thể biết được là như vậy. Đối với ngoại quốc, người ngoại quốc nhiều khi là người ta nói, người ta thể hiện về cái bài pháp của họ, thầy để nghe, thầy để biết được. Nhiều khi là học cái truyền thống khác, từ truyền thống khác, họ muốn thầy nói theo truyền thống của họ ấy. Nhưng mà nhiều khi nó rất là xa với kinh điển. Là từ cái thầy mới từ Việt Nam tới, về Việt Nam về. Để thầy có muốn, thầy có nói gì về Việt Nam nhỉ? Thầy có nên nói gì về Việt Nam không? Yes sir, please. Thầy nên nói một chút về Việt Nam đi. Chúng ta có vị Sedo rất là nổi tiếng, 72 tuổi ở Việt Nam chứ. Việt Nam. Vì đó rất là có ảnh hưởng ở Việt Nam, đối với Phật giáo Nam Tông Việt Nam. Vì cho, vì chỉ biết thôi, hay biết thôi. Cái thời điểm hiện tại, biết hiện tại, không cần hành thiền nữa, chỉ có biết hiện tại. Thì vị trang dạy cái kiểu như vậy, đúng không? Vì đó rất là nổi tiếng. Thế ở đâu? Ở cái khoảng giữa Hồ Chí Minh và Hà Nội á. Khoảng khoảng đó. Ở đâu nhỉ? Ở Huế. Chắc Đà Nẵng, Huế gì đó. Và vị tạo nên cái từ mới. Như là cái đệ tử của vị đó nói, là vấn đề rất khó để vượt qua được. Cái dính mắc, thầy không biết từ tiếng Anh, không biết từ tiếng Anh. Nhưng tôi không thể dùng cũng biết cái từ Pali nào trong Tibitaka. Vì tạo nên những cái từ mới, tạo nên cái phương pháp mới. Như rằng rất nhiều vị thầy vì tạo nên những cái từ mới. Chúng ta không thể tìm thấy trong kinh điển Pali, Tibitaka, trong Tam Tạng. Khi mà tạo nên những cái thứ mới. Và cuối cùng là nó xa với kinh điển, xa với chánh tạng. Thì cái mà đang xảy ra ở Việt Nam. Thế. Thì khi nào thầy dạy Pali? À, thầy đọc Pali, thầy đọc Pali rồi. Nghĩa là chứng ngộ sai. Thì thế nào là chứng ngộ sai? Là giải thoát sai. Vì có trong Trung Bộ Kinh. Thế từ Pali là gì? Thầy hỏi từ Pali. Thầy không biết, cô biết cái từ Pali là gì? Mitra Vimuti. Nghĩa là cái sự giải thoát mà ta giải thoát. Chúng ta có thể cái đó cái từ Pali, Mitra Vimuti. Giống lừa đảo. Mitra Vimuti đó là giống là lừa đảo. Thì cũng giống với Satya. Chứ không phải giải thoát nhưng mà giả vờ là giải thoát. Có thể đó là một cái phiền não, như là cái một số cái mà không có thanh tịnh của Vipassana, của Misa thì gọi là Vimutti, Mitra Vimutti. Và trong lớp Abhidhamma thầy nói, ví dụ như là cái tinh hảo, giới tinh hảo nó không phải đi cùng với bất thiện được. Còn nếu Mitra Sati tà niệm thì sao? Mitra Sati tà niệm ở đây thì đó không phải chánh niệm. Mà Sati đây là tâm sở tinh hảo, nhưng mà Mitra Sati đây không phải là tinh hảo nữa. Khi chúng ta nhớ về đây, chúng ta nhớ những thứ tốt, khi chúng ta nhớ về cái sự cúng dường của chúng ta, bố thí của chúng ta và Chaganusati niệm thí, đúng không? Khi chúng ta nhớ về sân của chúng ta thì cái sati nào, cái tùy niệm nào đó, cái niệm nào đó, chúng ta nhớ cái sân hận của chúng ta, chúng ta có thể nhớ về cái tham của chúng ta trong quá khứ là Mitra Sati, đó là tà niệm. Thì đó là tâm bất thiện, tâm sở bất thiện.
thì đó là Kokucha, là hối hận, tâm sợ hối. Thì chúng ta nhớ lại những cái xấu chúng ta đã làm. Rồi chúng ta còn mấy cái gì nữa? Không còn gọi nữa. Nếu không còn gọi thì chúng ta sẽ dừng ở đây. Chúng ta sẽ chia phước. Và ngày 22, ngày 24 là thầy sẽ thuyết pháp tiếp. Và sau đó chúng ta sẽ nghỉ một thời gian để detox. Chúng ta sẽ chia phước. Idame bunyang asawakaya bang hôn tu Idame bunyang nipanasa bachayo hôn tu Mama punya bhagam sabbasathanam pachemi te sabbe me samang punya bhagam labandu sadhu sadhu sadhu.